Dạ, mình sẽ đi lên chiếc tàu sinh tử tiếp nha. Bye bye. Các bạn ơi, mình sẽ tới chiếc tàu sinh tử. Mình thấy chiếc tàu sinh tử này rất là giống cái chiếc xe buýt bây giờ mấy lần trước còn hai đó nha mọi người. Nhưng đây là chiếc tàu sinh tử. Mai, ngày mai chúng ta quay tới. Mà đẹp vậy hả? Đẹp ghê. Thôi, giờ kia nhanh. Chết rồi. Đủ ma quái quá giật ăn hình người. Ba quay rồi. Ma quái ăn rồi nữa. Em biết vì sao không? À. Lúc anh đi chèo lên trúng này, cái chỗ này có dính ma. Đâu không biết chỗ đó. Ba quay lên chờ lúc nó xuống. Biết. Chị nói. May là hai anh em mình có khả năng nhìn thấy ma. Nhưng mà mình đánh được nó mà. Cho liều không? Hồi. Nó à thì lắm á. Nó có cầm vũ khí luôn á. Cho luôn. Cho liều lắm. Trời. Con tôm bộ không giết người. Trời. Tử ghê thiệt. Chặt cây đi. Thôi đoán con quay tiếp không con ơi. Đáng sợ mà không quay. Chơi liều đi tiếp. Ơi, có con quỷ hay kìa. Mắt đỏ giống ông mất.